Tiếp theo bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong những ngày tới. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 4 này, miền Bắc có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của 2 đến 3 đợt không khí lạnh nữa, nhưng đều tương đối yếu. Tuy vậy thì vẫn cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá. Các đợt không khí lạnh lần này sẽ tập trung vào giữa tháng 4 nhưng với cường độ yếu và sẽ suy yếu nhanh. Không khí lạnh cuối mùa sẽ thường gây mưa rào và dông. Miền Bắc không còn đợt rét nào nữa, nhiệt độ chỉ giảm ở ngưỡng trời lạnh. Nhiệt độ trung bình tại miền Bắc phổ biến ở mức 22 đến 23,5 độ C. Tại miền Trung, nhiệt độ trung bình phổ biến ở trong khoảng 24 đến 26 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình khoảng 26 đến 28 độ C. Nhìn chung mức nhiệt trung bình các miền trong cả nước ở mức xấp xỉ mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, lưu ý trong giai đoạn chuyển mùa, cả nước cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong phạm vi hẹp như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.